xe khách bị mất phanh trên đèo Tam Đảo hôm vừa rồi. Thì hôm nay anh cũng đi cái xe 30 chỗ lên đèo Tam Đảo để thực hiện lại cái tình huống nguy hiểm đó và cách xử lý để thoát được cái tình huống nguy hiểm đó. Mời các bạn cùng xem là xử lý như nào nhá. Mất phanh hay nào á? Ui, mất phanh. Giả dụ như là cái tình huống như xe khách đấy. Đấy. Đang nào ầm ầm như này. Cụ sờ chân phanh. Ui, chết rồi, mất phanh, nguy hiểm quá. Về không? Đang nào ầm ầm như này. Cụ sờ chân phanh. Ui, chết rồi, mất phanh, nguy hiểm quá. Về không? Một về số 2. Đấy. Thấy không? Đấy. Lúc đấy mình phải đạp côn gù ga về số 2 thật là nhanh. Đấy thì xe mới hãm lại và đi được vào như này. Nói chung nói thì đơn giản nhưng mà để mà đến lúc gặp tình huống nguy hiểm ấy, người có đủ sự nhanh nhẹn cùng sự bình tĩnh để mà xử lý được thì rất là ít. Có một số người ấy, hướng dẫn là khi mà xảy ra tình huống mất phanh mà mình sử dụng phanh tay thì thực sự là sử dụng phanh tay rất là nguy hiểm các bạn nhé. Không sử dụng phanh tay được, cái phanh tay nó chỉ là phanh hai bánh sau. Và anh đã chơi drift rất là nhiều rồi, với cái tốc độ chỉ cần tầm 30 km/h thôi, bạn sử dụng phanh sau đây, phanh tay lại, bạn giật cái phanh tay lên, nó bó hai bánh sau lại là cái xe nó sẽ văng đi. Thì các bạn nhìn xem đường này mà cái xe nó văng đi thì cực kỳ nguy hiểm. Phanh tay là chỉ để giữ cho xe khỏi trôi thôi, chứ đang đi mà kéo phanh tay một phát, bây giờ mà anh kéo phanh tay một phát là xe nó văng ra ngay thì là xong luôn nhá, không xử lý nổi đâu. Mình cũng phải đặt ra một vài cái tình huống nguy hiểm để mình nghiên cứu cái cách để xử lý cái tình huống nguy hiểm đó, mà nhỡ ra mà mình gặp phải thì mình còn xử lý được, mình còn có những cái kiến thức để mà mình xử lý được. Cảm ơn các bạn đã xem. Teacher Khúc Có Thế, dạy lái vì đam mê.